Theo báo cáo của Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương, tại buổi họp báo công bố chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2017 vừa được Bộ Công Thương tổ chức tại Hà Nội, giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2017 là 1.667,77 đồng trên 1 kWh, tăng 0,15% so với năm 2016. Cục Điều tiết Điện lực cho biết năm 2017, sản lượng điện thương phẩm đạt 174,65 tỷ kWh, tỷ lệ tổn thất điện năng toàn tập đoàn điện lực Việt Nam EVN là 7,24%, tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2017 là 291.278,46 tỷ đồng. Giá điện thương phẩm bao gồm phẩm giá thành khâu phát điện, truyền tải điện, phân phối bán lẻ và giá thành khâu phụ trợ quản lý ngành, chi phí sản xuất kinh doanh điện tại các huyện, xã đảo khu vực chưa nối lưới điện quốc gia cũng được hạch toán vào giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2017. Trong năm 2017, một số yếu tố đầu vào như giá than, giá dầu thế giới, thuế xuất tài nguyên nước và tỷ giá đồng đô la Mỹ đều tăng so với cùng kỳ năm 2016 đã tác động không nhỏ vào chi phí sản xuất kinh doanh. Đại diện cục điều tiết điện lực cho biết, giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2017 chỉ bao gồm giá thành sản xuất kinh doanh của các hoạt động trong lĩnh vực điện, không bao gồm các lĩnh vực khác đã tách bạch chi phí các khâu phát điện, truyền tải, phân phối và quản lý ngành, vân vân.